Kính chào quý vị và các bạn. Tôi có một vị khách hàng, họ bảo rằng là chị Thu ơi, tôi thấy chị Thu có rất là nhiều cái video. Tuy nhiên rằng là tôi chưa thấy chị Thu nói về bảo vệ người thứ ba ngay tình. Thì chị Thu nói về cái lĩnh vực kinh nghiệm về bảo vệ người thứ ba ngay tình. Thú thật quý vị và các bạn, trong cái cuộc đời hành nghề thì tôi có 2 lần để mà đi tòa để bảo vệ người thứ ba ngay tình, thì tôi cũng san sẻ cho quý vị và các bạn. Thì cách đây khoảng vào khoảng năm 2014, khi mà dự thảo những cái quy định của luật dân sự năm 2015 đó, thì tôi có gửi theo cái đường là hội luật gia huyện Củ Chi để gửi lên trên để tổng hợp cái những cái điều luật về bảo vệ người thứ ba ngay tình. Và trong đó thì tôi đã có ý kiến về vấn đề bảo vệ người thứ ba ngay tình. Không biết rằng là cái việc có đụng tới cái việc sửa đổi luật hay không. Tuy nhiên bằng cái kiến thức, bằng cái kinh nghiệm thì tôi sẽ san sẻ một cái kiến thức nhỏ trong cái lĩnh vực bảo vệ người thứ ba ngay tình. Quý vị và các bạn sẽ được xem luật sư. Thưa anh, là cũng rất là cảm ơn anh có những lời khen, có những lời động viên về bảo vệ người thứ ba ngay tình. Tôi nghĩ rằng đối với việc bảo vệ người thứ ba mua ngay tình, nhận chuyển nhượng ngay tình, thì tôi sẽ có tổng cộng là 3 video để tặng anh. Và tôi nghĩ rằng là anh bảo rằng là anh là người bảo vệ người thứ ba ngay tình, thì tôi nghĩ rằng tại thời điểm đang tranh chấp ở tòa, tôi sẽ mạn phép sử dụng cái bộ luật dân sự năm 2005. Vì những cái việc tranh chấp này thì không thể là một sớm một chiều được. Tôi thứ nhất, chúng ta sẽ sơ khởi thế nào là bảo vệ người thứ ba ngay tình trong giao dịch dân sự. Tôi sẽ đọc cho quý vị và các bạn theo quy định của điều 138 của Bộ luật dân sự năm 2005. Bạn thấy không? Cái bộ luật dân sự 2005 này tôi thì cũng nó nát hết rồi. Tôi sẽ hướng dẫn cho quý vị và các bạn trong trường hợp, trong cái bảo vệ người thứ ba ngay tình, điều 138 của bộ luật dân sự 2005 có 2 khoản. Trong trường hợp giao dịch dân sự vô hiệu nhưng tài sản giao dịch là động sản không phải đăng ký quyền sở hữu và đã được chuyển giao bằng một giao dịch khác cho người thứ ba ngay tình, thì giao dịch với người thứ ba vẫn có hiệu lực. Chúng ta xác định thứ nhất là động sản, một cái giao dịch đã chuyển nhượng cho người thứ ba nhưng mà không phải đăng ký quyền sở hữu, thì cái giao dịch với người thứ ba vẫn có hiệu lực, trừ trường hợp quy định tại điều 257. Thôi chúng ta tạm thời là động sản nó là như vậy đi, rồi bất động sản chúng ta sẽ, tôi sẽ giới thiệu rõ hơn. Khoản 2, trong trường hợp tài sản giao dịch là bất động sản và là động sản phải đăng ký quyền sở hữu đã được chuyển giao bằng một giao dịch khác cho người thứ ba ngay tình, thì giao dịch với người thứ ba vô hiệu. Có 2 dạng. Thứ nhất là bất động sản, thứ hai là động sản có đăng ký quyền sở hữu chuyển cho người thứ ba, thì cái giao dịch của người thứ ba đó là vô hiệu, trừ trường hợp người thứ ba ngay tình nhận tài sản này thông qua bản đấu giá hoặc giao dịch với người thứ ba theo cái bản án quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền là chủ sở hữu tài sản, nhưng sau đó người này không phải là chủ sở hữu tài sản do bản án quyết định bị sửa, bị đổi. Đối với trong trường hợp thứ hai này, tôi đưa ra 2 ví dụ cho quý vị và các bạn để hiểu rõ trong trường hợp này như thế nào. Thứ nhất là tài sản thông qua bán đấu giá. Ông A ổng mua một cái tài sản, thì khi mua một cái tài sản này
thông qua bán đấu giá tài sản. Thì khi cái tài sản này nguyên đơn, bị đơn tranh chấp cái đối tượng là cái nhà của ông, thì theo quy định của điều 138, cái việc mua của ông là hợp pháp và các bên sẽ hoàn trả lại cho nhau giá trị. Riêng tài sản của ông là được pháp luật bảo vệ bằng cái từ gọi là bảo vệ người thứ ba ngoại tình. Một cái ví dụ thứ hai nữa tôi sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn. Thứ nhất, đó là tôi thấy một cái quyền sử dụng đất trong cái việc tranh chấp thừa kế quyền sử dụng đất. Và sau khi mà tranh chấp thừa kế xong rồi thì thấy miếng đất nó cũng phù hợp với túi tiền mình, thì tôi đã mua miếng đất này. Tuy nhiên rằng là trong cái hàng thừa kế trước đây họ không đồng ý. Họ bảo rằng là cái thừa kế lúc trước mà các bên xử đó, bản án của tòa xử đó, bỏ sót một đồng thừa kế. Như vậy cái việc mà các bên thỏa thuận này là không có đúng, cho nên bắt buộc phải xử lại. Thì trong trường hợp này cũng vậy, quý vị và các bạn ạ. Trong trường hợp này thì chúng ta được pháp luật bảo vệ bằng cái hình thức chúng ta mua hợp pháp, bằng sau khi có bản án, người các đồng thừa kế đã hợp thức hóa và chuyển nhượng cho tôi. Tôi nói tòa ơi, tôi mua hợp pháp nha. Sau khi mà có bản án thì hợp thức hóa theo cái bản án đó và tôi mua, cho nên bây giờ tôi theo quy định của điều 138 của Bộ luật Dân sự năm 2005 thì bây giờ pháp luật bảo vệ quyền cho tôi. Tôi không biết nguyên đơn, bị đơn, các anh chị em tranh chấp như thế nào. Tuy nhiên các anh chị em sẽ thanh toán lại bằng giá trị. Riêng cái việc mà tôi mua là hợp pháp thông qua một cái bản án và pháp luật bảo vệ nguyên giá trị tài sản của tôi. Tôi giới thiệu cho quý vị và các bạn, và tôi cũng muốn giới thiệu cho vị khách hàng của tôi rằng là trong trường hợp tài sản mua bán nghe tình là như thế đó, theo quy định của pháp luật dân sự năm 2005 chỉ có hai trường hợp mà chúng ta được pháp luật bảo vệ nghe tình. Thứ nhất đó là bản án, thứ hai đó là thông qua cái mua bán bằng hình thức bán đấu giá tài sản. Tôi có hai cái kinh nghiệm sẽ hướng dẫn cho quý vị và các bạn trong từng cái bảo vệ người thứ ba ngay tình, thì tôi sẽ làm video để tặng cho quý vị và các bạn, để cái đề tài trong việc bảo vệ người thứ ba ngay tình sẽ phong phú và ngày càng phát triển hơn. Cũng xin bỏ nhỏ với quý vị và các bạn rằng cái lượng thông tin của gửi về chương trình Dân Ta Phải Biết Luật Ta thì tương đối nhiều, cho nên tôi sẽ từ từ xử lý những cái thông tin. Và các bạn biết không, tôi cũng ráng cố gắng để phục vụ tất cả mọi người và theo một cái trình tự. Ví dụ như hôm nay có anh ảnh bảo rằng đây là một cái chủ đề về bảo vệ người thứ ba nghe tin, và tôi thấy rằng trong cái chương trình Dân Ta Phải Biết Luật Ta chưa có cái chủ đề này, và tôi quyết định tôi làm bảo vệ người thứ ba nghe tin. Còn nếu như trong những trường hợp mà những chủ đề mà tranh chấp ranh về tranh chấp thừa kế và tranh chấp quyền sử dụng đất thì chúng ta đã làm rất là nhiều lần rồi, thì nếu trong trường hợp quý vị và các bạn chưa được luật sư Thu Đoàn trả lời thì chúng ta hãy coi lại những video, vì những cái câu chuyện pháp luật mà luật sư đưa lên là những cái câu chuyện mà có thật, thực tế mà văn phòng chúng tôi đã tiếp nhận. Cảm ơn tất cả mọi người đã song hành và chúc mọi người nhiều sức khỏe. Xin trân trọng cảm ơn.